SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tung ra sân một đội hình gần như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt trước U23 Kyrgyzstan. Đội bóng áo trắng rất lúng túng trong việc triển khai tấn công cũng như đường truyền hỏng. Mọi chuyện chỉ được thay đổi khi chúng ta có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 37 từ cú đá phạt đền chính xác của Lewando. Bàn thắng này giúp đội tuyển U23 Việt Nam chơi thanh thoát và tự tin hơn nhiều sau giờ nghỉ. Kết quả là chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đầu hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có được thêm 2 bàn thắng nữa. Đáng chú ý, đây đều là các pha lập công từ góc hẹp của cầu thủ vừa vào sân thay người Văn Đạt. Những phút còn lại, đội tuyển U23 Việt Nam làm chủ hoàn toàn trận đấu nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào. Mặc dù vậy, tỷ số 3-0 cũng đủ để mang đến ít nhiều sự hài lòng cho huấn luyện viên Park. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.